tên là gì? Em tên Tiểu Thốt. Ngươi tên là gì? Em tên Tiểu Thốt. Lần này thu hoạch khá quá đi. Con bắt con thỏ này lột da đem bán. Ê, đúng đúng đúng. Trong rừng này có nhiều giả thú, hay là theo các đại ca về ha. Ê dạ, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô mà. Ê đừng có đừng. Đừng có giết tôi, đừng. Gia sân cô đừng có giết tôi, đừng. Đừng. Đa tạ đại hiệp cứu mạng, đa tạ. Quân sẽ không để cho muội có ký ức đau buồn nào. Tuyệt đối là không. Tôi đã giết người. Khi nãy mùi đã giết người. Mùi đã giết người. Không phải, chỉ là ác mộng. Khi nãy mùi đích thật đã nằm mơ. Mùi đã nằm mơ à? Nhưng mà mùi thật đã giết người. Ta kêu mùi để trong rừng, nhưng mùi đã ngủ quên. Ta đã cõng mùi tới đây, nhưng mùi vẫn cứ ngủ say. Đây là cảm giác của mộng sao? Sao giống như thật, giống như là mùi đã. Sở Trần, mùi là người có tấm lòng nhân hậu tốt nhất trên đời, ngay cả con thỏ cũng không có gây tổn thương, thì mùi làm sao có thể giết người được? Đây là món quà mà ta tặng cho muội. Cảnh đẹp này chỉ dành cho muội mà thôi. Tuyệt đẹp.
Đại sư tỷ, tại sao còn chưa đi? Đại sư tỷ, chú không muốn tỷ đến phục thị. Tỷ làm gì vậy? Tiêu Quân sẽ không trở về đây nữa. Huống chi chú công đang chờ tỷ đến phục thị. Chuyện lớn. Quốc Trị Công, chuyện gì? Mãnh Tần Dương, Bình Dương công chúa mất tích. Mất tích? Đã khuya rồi, còn đi đâu được? Mặt tướng đi tìm khắp nơi cũng không thấy dấu vết của công chúa. Có phải đã xuống núi? Như vậy thì chết. Lỡ như gặp bọn sơn tặc thì phải tính làm sao? Ta tức khắc đi tìm với ngươi. Nghĩ một lát mà sắp chết luôn. Đây chắc là chân núi Thất Sơn. Đúng, chúng ta đã chạy cả 2 ngày, bây giờ dù họ có cánh cũng theo không kịp. Cứ yên tâm, trên núi chắc chắn là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự? Liêu Quỳnh à, đúng là trời cao chỉ minh lộ cho ngươi. Minh lộ? Tại sao nói vậy? Ngươi nghĩ coi, trong lúc ngươi không tìm được Hồng Phất, trong lúc phẫn nộ đã đoạn tuyệt cả Hồng Trần phiền não, nay tới Thiếu Lâm Tự để xuống tóc làm hòa thượng, kể từ đây lục dục thất tình được yên tĩnh. A-di-đà-phật, quả thật là thiện tai, thiện tai. Trong lúc này ngươi vẫn nói chơi được. Ta ghét nhất là loại người như ngươi, tối ngày cứ mặt mày nhăn nhó, không có ý nghĩa gì hết. Là ai? Tò gàng dám tấn công bổn đại gia? Trình Giáo Kim, Lý Tịnh. Bình Dương công chúa, tại sao cô ở đây? Ta... cái cô công chúa thúi này, tính tình không thay đổi. Khi không, bắn tên làm gì? Xem chút ra bắn chết chúng tôi. Xin lỗi, khi nãy nghe tiếng Đàn Ông nói chuyện, ta tưởng là sơn tặc, cho nên mới bắn tên. Sơn tặc cái gì? Gương mặt của ta tướng mạo đường đường, chỗ nào giống sơn tặc? Tôi đi Giáo Kim, không có ai bị thương. Hơn nữa, ngươi quả thật giống sơn tặc. À phải công chúa, tại sao cô tới đây? Nhị ca đang ở Thiếu Lâm Tự, chúng tôi cùng tới với họ. Tần Dương ở Thiếu Lâm Tự, thiệt là tốt quá, chúng ta không uổng công lao. Hai người tiễn nhị ca của ta. Không phải à. Lý Tịnh à, lần này ngươi đến Thiếu Lâm Tự là muốn làm hòa thượng kia mà, hả? Làm hòa thượng là do ngươi nghĩ ra thôi. Công chúa à, tại sao cô một mình đi quanh ngọn núi này? Ta muốn giết Lý Mật. Cô muốn giết Lý Mật hả? Cô chỉ là một người đàn bà, giết Lý Mật là chuyện để đàn ông làm, chứ đâu có để phụ nữ như cô. Giáo Kim, đừng. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Người nghĩ coi, cổ thân phận đàn bà con gái lại cắm đầu cắm cổ đi giết Lý Mật. Ta thấy Lý Mật chưa chết được thì cổ đã bị hắn bắt cổ làm nhục rồi. Giáo Kim à, đã kêu được cô nói. Ta Chưa
Bình Dương đã bỏ đi đâu vậy chứ? Tần Dương đừng có nóng lòng, Tần Cẩn cũng đã ra ngoài tìm cũ. Chắc công chúa chỉ ham chơi thôi. Tôi nghĩ cô không có đi xa. Nó không còn là Bình Dương lúc trước nữa, sẽ không có ham chơi mà đi khắp nơi. Qua bên kia coi. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa à, nghe ta nói. Công chúa đừng khóc. Mà kệ ta, thân của ta dơ giấy, là một người hạ tiện, ai cũng có thể sỉ nhục tới ta. Công chúa nghe ta nói, đừng để lòng miệng của Trình Giáo Kim. Anh chỉ nói bậy thôi, đừng có giận ảnh. Hơn nữa không biết chuyện bí mật đã làm, anh không có ý nói như vậy. Đừng nhắc tên khốn nạn này trước mặt của ta. Nè công chúa, nghe ta nói, bình tĩnh một chút có được hay không? Ngươi buông ta ra, mà kệ ta. Công chúa, công chúa, chưa, chưa, chưa. Buông ta ra, mà kệ ta. Là tiếng của Bình Dương, qua bên kia coi. Đi, chưa, chưa. Ta chỉ nói sự thật thôi mà, đâu có xúc phạm gì đến cổ. Tại sao lại nổi giận như vậy? Nghe lời. Mặc kệ ta, ta đâu có làm phiền gì ngươi. Có thấy một cô gái từ nữ xuống không? Cô gái thì không thấy, chỉ thấy có một số công chúa. Ngươi làm gì cổ? Ta đã làm cho cổ khóc. Tôi ghen. Công chúa điện hạ đang ở chỗ nào? Đã nói cô vừa khóc vừa bỏ chạy, ta đâu biết đi đâu. Tình ác tật ngươi. Đừng chạy. Đứng lại. Ngươi buông ta ra. Buông ta ra, ngươi mà kệ ta. Tỉnh nghe ta nói. Công chúa, tỉnh lại. Ta không nghe. Ngươi buông ta ra mà kệ ta. Công chúa, đừng có như vậy. Bình tĩnh lại, nghe ta nói. Công chúa, ngươi buông ta ra mà lên. Bình tĩnh lại, nghe ta nói. Công chúa, công chúa, bình tĩnh lại. Buông ta ra mà kệ ta. Cái tên sơn tặc này dám vô lễ. Lý tướng quân, sao lại là ngươi? Tần Dương, lần này chỉ hiểu lầm mà gặp mặt nhau nữa. Thế nào? Khá lắm. À, Bình Muội, tại sao lại khóc? Cầm gì? Ba người ta cứu mạng, cứu mạng, có sơn tặc. Thôi hò ba ngày ban mặt có sơn tặc. Coi đây, hắn là sơn tặc. Tần Dương, tiểu ác tặc này đáng hiếp công chúa. Tần huynh, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Liên huynh đệ, ngươi cũng tới à? Dạ phải, Tần Dương. Nè, tại sao các người ở chỗ này? Tần Dương đi ngang qua đây, nhớ lúc xưa đã từng trả ơn với một vị đại sư. Vậy à? Bây giờ đã khai sơn lập phái ở Tống Sơn, cho nên lên núi để cậu. Có phải diện kiến cao nhân, không ngờ đại sư để dân du tứ hải. Tăng ni trong chùa biết được Tần Dương là nhị hoàng tử, nên tiếp đãi tới bây giờ. Trình Giáo Kim, có phải khi nãy ngươi đã ăn hiếp công chúa? Không phải, không phải. Tần Dương đích thực là hắn, cho nên phải phạt hắn, đập hắn một trận. Đập hắn cái nào không sao hết. Tiếp tục đập hắn đi. Nhưng mà mong rằng công chúa tha lỗi cho hắn. Được rồi, được rồi, trở về rồi hãy nói, có được không? Hiểu lầm thôi. Phải hiểu lầm. Ngươi thiệt khờ, đừng khóc nữa, hãy về với nhị ca. Đi đi. Trình Giáo Kim, chỉ một vài lời của người đã làm tiểu công chúa đã khóc. Người nghĩ coi đáng bị phạt hay không? Đương nhiên là không đáng. Chúng tôi là nhị đại tướng của Ngũ Ác Quân Trại, phải đến đây cốt ý khuyên rằng mọi người phải đối đãi tốt với chúng tôi mới đúng. Ta nghĩ chắc không đúng. Nhìn thấy hai người y phục nhầu nát, bụi bặm, không có giống như đến đây để khuyên ta quy hàng. Trừ phi cầu diễn khách tất thế, Ngũ Ác Quân Trại bị rơi cho tay người khác, nên hai người bắt buộc phải bỏ đi. Cầu diễn khách gió công quay trấn thiên hạ, người có thể giết hắn và đoạt quyền của hắn, ta nghĩ không có ai. Cho nên có lẽ vì một nguyên nhân gì khác, chính hắn đã rời khỏi Ngũ Ác Quân Trại, có đúng không? Hèn chi tam ca của Tần Dương là đối thủ duy nhất, quả nhiên lợi hại. Tuy rằng ngựa trong thiền phương, nhưng mà vẫn có thể đoán được chuyện của thiên hạ. Đã bị người ta vạch trần sự thật rồi, ta tình nguyện chịu phạt nè. Đánh đi, muốn tát hay bắt ta quỳ gì cũng được. Ở trong Thiếu Lâm tự có rất nhiều cách để phạt người. Ta phạt người gánh nước cho ta. Gánh nước? Ừ, đơn giản thôi. Được, tới nay gánh đầy thùng nước cho ta.
xuống công chúa này. Ây à, công chúa hồi thúi mắc dịch này, ban đêm ban hôm bắt ta cánh nước dùng để phạt. Ây à, ây à, không xong rồi, ngồi nghỉ lát. Ây à. Công chúa đã căn dặn không được nghỉ. Có thiệt hay không đây? Công chúa không có canh ta mà, ngươi ồn cái gì? Trời tối rồi, ngươi về ngủ trước đi. Lời của công chúa chính là mệnh lệnh. Có đi không? Có đi hay không? Đi không? Đi thì đi. Thật không ngờ cầu diễn khách rời khỏi Ngõa Cương trại bằng cách đó là điều không ai ngờ. Trước khi đi tam ca của căn dặn tôi, chỉ cần Tần Dương không chết, nội trong 3 năm thì chắc chắn đem lại thái bình. Không biết Tần Dương đã có kế hoạch nào chưa? Chỉ cần tôi trở về Tần Dương, nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ Lý Mật đã nắm quyền Ngõa Cương trại, người cũng khó có thể xuất hiện trên giang hồ. Sở Trần thì lại mất tích, người định thế nào? Tôi phải đi kiếm Sở Trần. Cô chắc chắn là sống ở một chỗ nào. Bất luận đi tới chân trời góc biển, tôi nhất định phải kiếm được cô. Nhưng thành thật mà nói, trời cao đất rộng, biển người mênh mông, ngươi muốn tìm ra cổ cũng không dễ đâu. Ngày nào chưa diệt trừ được cái tên đại gian Lý Mật thì ngươi với Sở Trần sẽ không được yên thân. Sở Trần đã nhiều lần nhắc nhở với ta, ngươi là một tướng tài hiếm có. Chúng ta hãy cùng nhau gây dựng giang sơn để khai mở một vùng trời mới. Đến lúc đó, ngươi quay trấn thiên hạ, Sở Trần sẽ đến tìm ngươi. Trong mắt Sở Trần thì Lý Tình này đáng là đại tướng quân. Chỉ có trong lòng của Sở Trần, ta mới là một đại anh hùng. Không có Sở Trần thì ta không là cái gì hết. Lý tướng quân, ngươi thật khiêm nhường. Quan danh của ngươi trong giang hồ ai mà lại không biết. Hơn nữa, ngươi học thuộc binh thư, đã có thiên quân vạn mã, ngươi đâu phải là phàm phu tục tử. Học 1000 cuốn sách không bằng 1 bản quân. Binh thư của ta là do từng mảnh giang sơn ghép lại, lợi dụng địa hình vô thức mới có được dụng binh chi sách, đó là quan trọng nhất. Ngươi cũng tự tạo quân đồ. Đúng vậy, quân đồ của ta là do kinh nghiệm đi khắp nơi. Nè, nói như vậy không lẽ cũng giống Tần Dương? Quân đồ của ta tuy không mới bằng của ngươi, nhưng mà chính tay ta đã vẽ ra. Nè, theo như ngươi thấy, ở nơi nào mới có được thiên hạ? Đương nhiên là Thái Nguyên, Quan Trung. Đất Quan Trung có lợi ích là bởi vì có dòng sông, bên cạnh có núi non hiểm trở, tấn công phòng thủ đều dễ dàng. Bên phải thì là Đồng Quan, nhìn ra thì không tới Hàm Cốc Tây. Ở trong hiểm nguy còn có Đào Lâm. Hướng Tây có thể trực tiến Trường An, hướng Đông có thể khống chế Hổ Lộ Quan và cô lập Lạc Dương. Sau khi đầy đủ nhân lực thuận thế hạ giang Nam, vì giang sơn sẽ là của mình. Nhưng mà phương án này chưa chắc được hoàn mỹ. Thắng lợi đương nhiên là khích lệ nhân tâm, nhưng cũng là yếu tố để thất bại. Phải suy nghĩ chín chắn, phải đem tình trạng tệ hại nhất đặt ra bên ngoài, đề phòng vạn nhất. Ta cũng có một vài ý nghĩ hay, nói ý của người trước. Được, qua đi. Xuống công chúa này bắt ở cánh nước mệt gần chết, còn đứng ở đây ngắm trăng.
đứng yên. Nếu muốn giữ mạng thì hãy giao tiền ra đây. Tránh ra, ngài làm gì? Tránh ra, tránh đi, tránh ra, tránh ra, tránh đi. Ngài làm gì? Tránh ra đi. Chết nè, chết, chết, chết đi. Đừng bắt dịch, chết nè, chết nè. Chết, chết rồi, chết, chết nè. Đừng bắt dịch, chết đi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết nè. Là ta, là ta, là Trình Giáo Kim đây. Ta là Trình Giáo Kim. Ta chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi mà. Tại sao công chúa lại đánh ta đau quá vậy? Không được giỡn với ta kiểu này. Nếu ta nói với Hoàng Nguyên, anh sẽ xử theo quân pháp. Nè, nè. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chúa công, ta đã kêu nhiều lần mà không ai trả lời ta. Bây giờ ngươi mới tới, tại sao? Chú công, có máu. Cần gì phải kêu lớn vậy? Ta đói bụng, kêu nhà bếp đem cháo cho ta. Còn ở đó làm gì? Đi mau. Bấm chú công, ngoài trường nô tỳ ra, trong phủ không còn một nhân nào khác. Người nói gì? Suốt trong thời gian này chú công bị bệnh, gia đình cùng với tùy tùng trong phủ đã lấy đi rất nhiều tài sản và bỏ đi gần hết. Ừ, dẫn ta đi coi. Tất cả nô tài tùy tùng để thu nhận tổ này nhiều năm, bây giờ lấy đi tất cả không trừ lại gì. Bọn họ đã quên dương tổ ta vẫn còn sống, ta vẫn chưa chết. Chú công, chú công, chú công. Tất cả đều bỏ đi, sao ngươi chưa đi? Ngươi lại đây muốn làm gì? Nói. Nô tỳ là người của chú công, nô tỳ thề sẽ trung thành với chú công. Nô tỳ không đi. Được, ta tin người. Không ngờ kẻ ở lại là ám nhân các. Nó mau, tôi dậy đây đâu? Ở trong cái bình phía bên trái ở bên kia. Chúng ta không muốn lời đó. Chúng ta chỉ muốn vinh hiển gia được ngư bao độc trong trong người. Chú công không có dạy làm ra cái loại thuốc giải đó. Không có loại này. Cũng muốn gặp chúng ta. Hiện tại công phủ đã phục, nên chúng tôi chỉ tìm cách để cứu mạng. Nếu những người muốn chết ở trong địa cung u ám này, thì tùy người. Chúng tôi nhất định phải đi. Người hãy giao thuốc giải ra. Còn nếu không giao, cái này là thuốc của người đã tự chế. Ta nghĩ chắc người biết rõ tác dụng của nó hơn chúng ta. Ta nói thuốc giải để trên kệ thứ hai. Ta xin lỗi, ta là sư tỷ của muội. Viên thuốc này tỷ phải uống trước. Sư tỷ, thiệt là xin lỗi. Đáng lý muội không muốn giận với tỷ, nhưng mà không ngờ tỷ nóng lòng như vậy. Chỉ tiếc một điều, thuốc giải này không phải là thuốc thật. À, 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 à.
Đừng. Người cũng nên nói thuốc giả thật để ở đâu rồi chứ. Để ở ngăn thứ ba. Ngủ trước. Tiểu Xuân, người bỏ đi. Sư tỷ, bây giờ đã tới đường cùng, mạnh ai thì người đó đã bỏ đi hết. Hay là sư tỷ hãy cùng đi với muội. Đi đâu? Thiên hạ lớn như vậy, với bằng lòng của chúng ta nhất định tìm ra được chỗ dựa tốt hơn, không cần phải ngồi đây để chờ chết. Đây là thuốc giải mà ân thế sư đã đưa cho muội, tỷ uống xong thì sẽ được tự do. Ta không cần, muội cứ đi. Ta sợ lại đi. Đại sư tỷ, Thiếu Quân kêu người đi chấp hành nhiệm vụ, còn đứng đây làm gì? Sao không chịu đi? Đại sư tỷ, chúng tôi chuẩn bị khởi hành. Đi mau. Thiếu Quân không có thích chờ đợi, đừng để cho Thiếu Quân phải chờ đợi. Con nghe chưa? Dạ. Các người tưởng rằng các người đã lấy được thuốc giải hay sao? Ánh Nhân vĩnh viễn không thể rời khỏi Biệt Dinh, vĩnh viễn là không được. Hãy ráng nhìn ngắm ánh mặt trời, vì đó là ánh mặt trời cuối cùng mà các người nhìn thấy. Ah!
công chúa. Ê công chúa, ông bộ còn giận về chuyện đêm hôm qua à? Hai hôm nay cô làm sao vậy? Lý Tịnh và ca ca của cô cứ thì thầm thần bí với nhau, nhưng cô đâu có gì thay đổi. Nhìn từ đầu đến cuối ngoại hình cũng vẫn y chang, đâu có gì khác biệt. Nhưng mà phía bên trong thì hình như đã thay đổi rồi. Ta là công chúa, phàm phu tục tử, từ nay nói chuyện với ta nên để ý tới lễ tiết. Công chúa à, đừng có đi theo ta. Cài bẩm công chúa, Thảo Vân không phải là đi theo. Hơn nữa con đường này đâu phải là tư dinh của công chúa. Người có xích dân, ta có tuyệt dân trùng. Nếu có cơ hội, thử coi có ai mau hơn. Được. Nè, hát dân đội, tuyệt dân trùng, sao cái gì của người đều dùng chữ dân để hình dung? Bởi vì lông trung dân à. Thì là có ý nghĩa. Nhưng mà nói lại từ đầu, tuyệt dân trung có thể phi đường trường, xích phong của ta là du đường núi. Nè, vậy cuộc đua của chúng ta khởi hành ở chỗ nào? Nếu không được công bình thì đừng có thi đua. Ê, vì thì trong thành Trường An, đường lớn ở đó vừa bằng vừa thẳng, hai con ngựa tốt sẽ hiểu thị hùng phong, như vậy coi như công bằng rồi chứ gì. Đua ngựa trong thành Trường An? Nếu không đua ở Trường An thì đua ở đâu? Được, Lý Tịnh này nhất định đợi tới ngày đó. Nè, được, quyết định vậy. À, Tần Dương, Lý huynh đệ. Hoàng huynh. À, Bình muội. Cô bộ là hai người đã nói chuyện suốt đêm. Đúng, tụi huynh đã trở thành tâm giao với nhau. Các người không thấy hay sao? Giống như là huynh đệ thủ tốt. Phải, Tần Dương, người họ Lý, ta cũng họ Lý. À, đúng rồi, mình là huynh đệ ruột thịt. Nói không sai, nói không sai. Ơi, nhị ca, huynh người đã nổi nói lung tung lường. À, Lý huynh à, chúng ta còn có việc phải làm. À, phải. Tần Dương, chúng tôi còn chút gì phải làm. Bây giờ cáo từ, lần sau nói tiếp. Được. Xin chào. 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 Ừ. Nhị Hoàng huynh, huynh thì muốn kết bái với Lý Tịnh. Ừ. Hắn quả thật là một tướng tài hiếm có. Một khi về phe với mình thì cũng giống như là cọp mọc thêm cánh. Ở trong này. Lý Quỳnh à, ta tưởng phải phá hết cơ quan, đào sâu dưới đất mới tìm được bảo tàng, nhưng mà không ngờ khắp nơi đều có. Vậy bảo tàng này có phải là giả hay không? Suy nghĩ coi, dầu cho là bảo tàng, sau này sẽ dùng cho ai đây? Hơn nữa lại bị chôn sâu dưới mặt đất, bí mật như vậy ai biết hả? Có hiểu không? Việc này ngươi hãy tự giải thích với ngươi, để ta coi có cái gì đây. Cầm lấy. Lý Quỳnh đệ, đã bị khóa. Lý Quỳnh Đệ à, mớ vàng này đã đủ tuổi rồi đó. Ngươi làm gì vậy? Không phải, tôi tưởng những người làm sân tật dùng chăn cắn thì biết được vàng thiệt vàng giả. Chê, tại ngươi chưa có làm quan cướp, nếu người ta bôi thuốc độc lên thì làm sao đây hả? Không phải cái gì cũng đút vô họng được đâu. À, giống như người trong nghề như ta, cầm trong tay thì đã biết thiệt hay giả rồi, đâu cần bỏ vô họng thử khó coi như vậy. Ây da. Còn có cái thứ vô dụng ở đây nữa nè. Ai đổi cái này vô dụng? Coi đi, Tam ca đã ghi lại tất cả số châu báu này để làm kỷ lục. Ở trong này có ghi rõ ràng tài sản đó là thuộc về ai. Hả?
không phải do mình tìm được là của mình hay sao? Thật ra ba rương bảo vật này khi sư Tâm Ca còn qua lại trên giang hồ đã giật được của bọn tham quan. Đang lý là muốn trả lại cho khổ chủ, nhưng mà sau khi điều tra thì biết được khổ chủ đã qua đời. Sau đó anh gia nhập Trạng Mã Cương, di chuyển phản tùy bôn ba khắp nơi, cho nên số châu báu này anh vẫn chưa xử lý. Ý của người muốn nói những thứ này phải trả? Tâm Ca nói qua, tìm ra bảo tàng trả cho khổ chủ, không có khổ chủ thì dùng làm việc thiện, hay là cho lúc thích hợp để mới dùng tới nó. Như vậy là phải rồi. Bây giờ mình bị Lý Mật truy đuổi, tài sản này thì dùng để cứu trợ cho chúng ta. Ngươi làm vậy là có lỗi với Tam Ca, muốn để cho anh gánh tội ác hay sao? Lý Tịnh, ta đâu biết là ngươi sẽ nói vậy. Ta chỉ lấy phần nửa thôi, phần nửa thôi. Dạo Kim, buông mớ cho Bảo xuống. Ta chỉ lấy một mớ thôi. Dạo Kim, đừng có như vậy, ta giang xin ngươi. Lý Tịnh, chỉ hai đỉnh vàng thôi. Lý Tịnh à, cho ta con đường sống đi, đừng có dồn ta tới chân tường. Dạo Kim, bây giờ chúng ta bị khốn đốn, cho dù có kho tàng trong tay thì làm được cái gì đây? Vốn là không có trường mạng để mà hưởng thụ, ngươi có hiểu hay không? Lý Tướng Quân, vậy người nói đi, bây giờ phải làm sao? Nói thật, ta chưa quyết định gì hết. Không phải người muốn hoàn thành ý nguyện của Trương Đại Ca? Một đỉnh vàng có thể cứu được bao nhiêu người và cứu được họ bao lâu? Mọi việc không ổn định, ở trong thời loạn thế mỗi ngày đều có chiến tranh, mọi người đều sống không được yên. Ngươi có nghĩ qua hay không? Hãy cùng ta liên thủ đi giành Giang Sơn, tạo một khung trời mới. Nè, hay là chúng ta đi kiếm Lý Thế Dân? Lý Thế Dân? Đúng, Lý Thế Dân. Lý Tịnh, ngươi làm như vậy không có lỗi với Tam Ca sao? Trong tay của ngươi cầm hai đỉnh vàng, có nghĩ tới Tam Ca hay không? Được. Lý Thế Dân, hôm qua còn là thù địch, hôm nay thành bằng hữu. Đúng, hôm qua thù địch, hôm nay trở thành bạn cũ. Ba năm sau thống nhất Giang Sơn. Công chúa phải biết cách buông tay. Mọi điều ác đều khởi sự từ trong tâm. Tâm tưởng là của công chúa, phải nên biết buông tay, phải nên biết mở rộng tấm lòng. Vậy thì ma tưởng sẽ bị tiêu tán. Dương,
Hình như hôm nay mũi đã thoa phấn hồng. Nè, để Nhi ca coi. Có phải vừa thoa lên mắt, vừa đỏ vừa sưng như đã khóc vậy? À, ta hiểu rồi. Có phải là muốn xin kẹo để ăn? Hả? Nhi ca còn tưởng mũi là con nít à? Trong mắt của Nhi ca, mũi lúc nào cũng là tiểu mũi mũi, luôn luôn nghịch ngợm phá phách. Nhưng cho dù mũi thế nào, Nhi ca luôn luôn đứng bên cạnh mũi. Nhị ca,